Vâng, xin chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Hôm nay em lại có dịp mời mọi người cùng bên em unbox cũng như là trải nghiệm âm thanh cặp loa đến từ thương hiệu JBL có model là L100 Classic Mark 2. Và đây là cái phiên bản màu xanh, phiên bản e-căng màu xanh rất là đẹp, đã được một anh khách hàng đặt hàng cũng như là nhờ Bà Hồng unbox và test kiểm tra trước khi giao hàng cho anh. Và thực sự đây là một cái mẫu loa mà được rất nhiều người ưa chuộng cũng như là tin dùng sau cái quãng thời gian mà nó đã ra mắt từ năm 2018. Thế nhưng mà đến năm nay, qua 5 năm hết một vòng đời của model Classic Mark 1 thì họ đã cho ra mẫu mới. Chính vì vậy thì rất nhiều người cũng tin và muốn trải nghiệm cái mẫu mới do nó có sự thay đổi 30% về chất âm so với lại cái mẫu cũ trước đây. Chính vì vậy thì rất nhiều người đã order cũng như đặt hàng Bà Hồng Audio, và hiện tại thì mẫu loa này bên em vẫn đang độc quyền với mức giá chiết khấu vô cùng tốt và có chính sách và chế độ bảo hành tại Việt Nam. Hiện tại thì giá lít là 125 triệu đồng tại Bà Hồng Audio đang có mức giá chiết khấu vô cùng tốt, quý vị bạn tiết kiệm được vài chục triệu đồng nha. Hãy liên hệ với Bà Hồng Audio để có những mức giá chiết khấu tốt nhất. Ngay bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta cùng nhau unbox và tìm hiểu chi tiết cũng như là thẩm âm về cặp loa JBL L100 Classic Mark 2 này nhé. We'll be right back.
Vâng, như vậy là chúng ta đã unbox xong mẫu loa là 100 Classic Mark 2. Như chúng ta biết ấy, thì JBL là một trong những thương hiệu rất là lớn về sản xuất thiết bị âm thanh, và đặc biệt có model L100 là một trong những cái model xếp vào 10 cặp loa bán chạy nhất mọi thời đại. Và thật may mắn cho JBL đã có cái model L100. Và từ khi nó ra đời vào khoảng những thập niên 70 thì đến ngay cả bây giờ vẫn có nhiều người sưu tầm mua lại những cái mẫu loa L100 phiên bản đầu tiên, và tới nay thì đã trải qua gần 10 phiên bản rồi. Đó, điều đó cho thấy rằng L100 vẫn luôn có những cái sức hút và có những cái thị phần riêng cho mình ở trên thị trường audio của thế giới. Và để chiều lòng người chơi thì JBL đã hồi sinh lại cái phiên bản L100 bằng cái tên là L100 Classic vào năm 2018. Cách một quãng thời gian khoảng vài chục năm bẵng đi, thì sau đó họ đã tái sinh lại vào năm 2018. Tới năm 2023, tức là năm nay, thì họ tiếp tục nâng cấp cái phiên bản L100 Classic lên phiên bản L100 Classic Mark 2 để hoàn thiện hơn, tối ưu hơn và chất lượng âm thanh được nâng cao hơn. Và chúng ta sẽ có một cái mẫu loa có thể nói rằng hoàn thiện và tốt nhất từ trước tới nay của series L100, với rất nhiều những cái thay đổi lớn ở trong thùng loa cũng như là các driver của loa, nhưng vẫn giữ cái nét cổ điển đặc trưng của cái series L100 trước đây, đó chính là những cái thùng được dán gỗ lạ walnut, và thêm nữa thì vẫn giữ được một cái mẫu e-căng đặc trưng, đó chính là e-căng mút xốp được kẻ ô bàn cờ rất là đẹp mắt. Với cái tấm e-căng này thì gần như là một cái sự nhận diện về cái mẫu loa của JBL dành riêng cho L100. Chúng ta để thấy là ở đây thì bên em đang khui mẫu e-căng màu xanh, và nó sẽ có 3 cái phiên bản để chúng ta lựa chọn, đó là màu cam, màu đen và màu xanh như ở màn hình chúng ta đây. Sẽ tùy theo mắt mỗi người và tùy theo sở thích mỗi người, chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một cái mẫu e-căng riêng nhé. Còn lại thì tất cả đều như nhau. Và chúng ta sẽ có một cái mẫu loa được làm kích thước lớn hơn trước đây khá là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái kết cấu thùng được nâng cấp và làm to hơn, rộng hơn, cao hơn trước đây, với chiều cao là 62 cm, chiều sâu là 39 cm và chiều rộng là 43 cm. Và tất cả những hệ thống driver thì cũng được nâng cấp hoàn toàn mới, với một loa bass có đường kính là 30 cm, màng giấy gân cao su. Trước đây thì họ sử dụng gân vải xếp. Đó, gân vải xếp thì cũng có những cái đặc tính riêng, thế nhưng mà gân cao su thì sẽ cho cái giải trầm sâu hơn, chắc hơn và mạnh mẽ cũng như là uy lực hơn. Với cái cấu trúc màng loa bass thì vẫn sử dụng màng giấy, và họ có phủ một lớp sơn nhám sần lên để giảm cái độ phản xạ của âm thanh khi mà loa dao động. Thêm nữa thì họ tạo những cái sóng gân ở trên cái màng loa bass này giúp cho cứng hơn cũng như là cái tránh cái phản xạ khi mà loa dao động thêm nữa. Đó. Và ở chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái nón loa bằng giấy cũng rất là to và lớn. Bên trên thì sẽ có một loa mít với màng giấy và gân vải xếp. Loa mít này thì có đường kính là 12.5 cm, và cuối cùng thì là một loa chép. Một loa chép này thì cũng là một cái sự thay đổi hoàn toàn mới so với trước đây. Nếu như L100 Century trước đây sử dụng cái loa chép là màng giấy, và rất nhiều anh em có hay than phiền rằng màng giấy của cái loa chép thì nó sẽ không đạt được cái giải cao tốt nhất để chúng ta chơi và trải nghiệm. Chính vì vậy thì JBL đã thay đổi sang một cái mẫu loa chép mới có màng bằng titan. Màng titan là màng đặc trưng của JBL rồi. Nó thể hiện cái màu âm rất là sắc nét cũng như là chi tiết và rõ ràng ở cái giải cao. Thêm nữa thì họ cũng tạo một cái nón cho cái loa chép này để giúp cho cái góc mở của giải chép được rộng hơn. Đó, đấy là những cái thay đổi lớn ở trên driver. Thêm nữa thì ở bên trong phân tần họ cũng thay đổi hoàn toàn với một cái cấu trúc phân tần BY và BM. Đó, cọc loa BY BM thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Và một cái bật mí nhỏ gửi tới quý vị bạn, tức là toàn bộ loa này là BY nguyên từ mẫu loa L100 Classic bản kỷ niệm 75 năm có mức giá là trên 130 triệu thì nay họ đã lấy hoàn toàn từ mẫu loa đó và đưa vào phiên bản
L100 Classic Mark 2 giúp cho chất lượng âm thanh được nâng cao hơn và cải thiện hơn. Đó, chúng ta sẽ có một lỗ thoát hơi được đặt ở phía trước, ở check lên trên phía cạnh của loa mid cũng như là bên trên của loa bass, giúp cho cái giải trầm sâu hơn, dày hơn, và đặc biệt là đặt ở phía trước thì chúng ta sẽ dễ dàng kê kích ở ngay cả những vị trí sát tường hoặc là sát góc thì cũng rất là thoải mái trong cái việc kê kích. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có hai tinh chỉnh ở phía trên đây. Và tinh chỉnh này thì sẽ tinh chỉnh cho giải mid cũng như là giải chép. Thường thì chúng ta sẽ để cân bằng, thế nhưng mà nếu như ai muốn tăng lên hoặc là giảm đi thì chúng ta có thể điều chỉnh theo tùy từng bản nhạc cũng như là tùy theo gu nghe của chúng ta. Đó, một tất cả đều là những cái thay đổi rất lớn so với những cái phiên bản trước đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phía sau xem nó thay đổi những gì nhé. Là một mẫu loa hồi sinh lại cái phiên bản L100 Century trước đây, thế nhưng mà vẫn đầy đủ những cái tố chất cũng như là những cái công nghệ và những cái màu âm để thể hiện tốt những cái âm thanh đương đại hiện nay, bằng cách là họ sẽ dùng những cái linh kiện cao cấp và những cái cấu trúc loa và những cái công nghệ làm mới nhất để phù hợp với những cái dòng nhạc đương đại hiện nay. Và cặp loa này thì cũng giống như những dòng loa thế hệ mới là có trở kháng 4 ohm. Điều mà trước đây anh em vẫn hay e ngại về cái mức trở kháng 4 ohm, đúng không ạ? Bởi vì trước đây thì thường là những dòng âm ly không có cái ngưỡng trở kháng 4 ohm. Chính vì vậy thì sẽ không thể ghép được với những dòng loa 4 ohm, và chúng ta mặc định cho rằng những dòng loa 4 ohm sẽ bị khó ghép. Đó. Thế nhưng mà bây giờ ngày nay thì những dòng âm ly cơ bản 100% đều ghép được loa 4 ohm. Và thêm nữa thì còn có những dòng ghép được xuống tới 2 ohm, thậm chí là 1 ohm. Chính vì vậy thì những cái dòng loa 4 ohm như này nó không phải là vấn đề trở ngại với chúng ta trong việc phối ghép nữa, mà ngược lại nó còn giúp cho những chiếc âm ly mà chơi được trở kháng 4 ohm sẽ có phần lợi thế hơn về công suất. Ví dụ như là âm ly có trở kháng 8 ohm thì chỉ đánh được loa 100W, thế nhưng mà khi ghép với loa 4 ohm thì nó sẽ lên tới 150, thậm chí là 200W. Đó là những cái điểm lợi thế của những dòng loa 4 ohm ngày nay. Và cặp loa này thì cũng rất dễ phối ghép do có một cái mức độ nhạy rất là lớn, lên tới 90 dB. Và thể hiện cho việc đó thì em cũng đã ghép với những dòng âm ly đèn rất là nhiều rồi, chúng ta có thể thấy và xem qua những video clip trước. Đó, thì ngay cả những chiếc âm ly đèn công suất rất vừa phải thôi cũng ghép cực kỳ hay với mẫu loa L100 Classic Mark 2 này. Và maximum thì cặp loa này có thể chịu đựng được lên tới là 300W. Chứ như vậy thì với những căn phòng có diện tích khoảng trên 40m² vẫn có thể chơi tốt với mẫu loa này. Đó. Và chúng ta sẽ có một hệ thống cọc loa như em nói ở phía trước là cọc loa BY và BM. Tức là chúng ta có thể tháo cầu nối ra để chơi BY hoặc là BM, để thay đổi cái khẩu vị nghe của chúng ta đi. Đó, và những cọc này thì đều được họ sử dụng cọc cao cấp và được làm bằng đồng cũng như là được mạ vàng rất là tỉ mỉ ở trên đây. Đó, những cái thay đổi rất lớn của L100 Classic Mark 2 chắc chắn rằng sẽ làm quý vị bạn hài lòng. Nếu ưng ý hãy liên hệ ngay với Bá Hùng Audio để bên em tư vấn kỹ càng hơn nha. Và chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chi tiết về mẫu loa JBL L100 Classic. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị bạn chúng ta sẽ cùng nghe thưởng thức âm thanh. Em sẽ test và đóng gói gửi cho anh khách đã đặt hàng trước. Và hiện tại thì bên em đang có hàng nhập khẩu chính hãng, vẫn còn số lượng để chúng ta thoải mái lựa chọn nha quý vị bạn. Với giá lít là 125 triệu đồng. Tuy nhiên tại Bá Hùng Audio chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều chục triệu nha. Hãy liên hệ ngay với em để có những mức giá chiết khấu tốt nhất. Và đây là mẫu loa thừa hưởng hoàn toàn từ mẫu loa kỷ niệm 75 năm của JBL, có model là L175. Đó, nhưng lại với cái mức giá tốt hơn rất nhiều nữa. Đó, thật sự là rất là đáng chơi trong tầm tiền. Anh em nào đang có những chiếc âm ly Lachman, Macintosh, Acouphase hay là những chiếc âm ly đèn và vân vân, nói chung là ghép được với rất nhiều dòng âm ly. Lát nữa em sẽ ghép với lại âm ly Rotel của Anh Quốc thì cũng cho chất âm vô cùng là hay. Và chúng ta hãy cùng trải nghiệm ngay bây giờ nhé.
lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa nghe buồn đau lên sóng xa trang điểm cho người vui đêm nay chén chú trên anh rượu vơi đi lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thu phiêu nắng cháy hoặc xin đi em trở thành phố thị hương màu cao tiền dưới em biết dối gian em bước chân xuống đời thành mèo có phải đêm buồn đêm cháy trái tim đời của màu vàng hoang ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt mèo tim đời em cũng mang vai áo hoa phải màu son đôi môi nhạt nhòa nghe buồn đau lên xót xa trang điểm cho người vui đêm nay chén chú trên anh rượu vơi đi lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thu phiêu linh em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy hoặc xin đi em trở thành phố thị ướm áo cao tiền dưới em biết dối xa em bước chân xuống đời thành mèo có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời qua màu vàng hoang ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt mèo tim đời em cũng mang theo ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt mèo tim đời em cũng mang theo.